Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên thầy, kính nguyện lên trên Tam Bảo chứng minh. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm Canh Tý 2020. Đệ tử con cùng với quý nam nữ Phật tử ở tỉnh Trà Vinh, chúng con hoan hỷ trở về Đồng Nai. Tại vì chúng con biết á, là cái duyên để mà con kết nối cái duyên trong tình pháp lữ là do con biết được cô Loan Quỳnh ở trên mạng xã hội Facebook đó bạch thầy. Rồi cô Loan Quỳnh chia sẻ và có đến đây vài lần để cúng dường, để hộ trì Tam Bảo cũng như là hộ pháp cho thầy. Thì trong thời gian vừa qua thì con có nghe cô kể là thầy rơi vào trong một cái bệnh, đó chính là bệnh chạy thận, và chạy thận suốt 10 năm nay. Nhưng trong mùa dịch này thì cũng không có Phật tử đến cúng dường, bởi vì cái tỉnh thất nó nằm ở xa với mọi người nhiều quá. Nó nằm ở trong cái vùng sâu như thế này. Thì khi mà con lưu lại được những hình ảnh thì con thấy ở trên tay của thầy là bây giờ tại vì thầy mặc áo dài nhưng hồi mình sẽ xem thì cái cục thận nó đã nổi, nó cái da nó nổi lên cục như thế này. Thì trong lòng của con rất là xúc động, bởi vì hiện tại thì thân tướng của con khỏe mạnh, nhưng con thường hay nguyện ở trong tâm của con là sống trong thế giới cảm ơn và đền ơn, cũng như là con nguyện ở trong tâm của con là xưng dương và tán thán công đức của tăng già. Bất kỳ quý thầy cô nào làm được công đức phước báo gì cho chúng sinh, cho Tam Bảo, con đều ca ngợi và tán thán. Hoặc là quý thầy cô nào có phạm lỗi lầm thì con cũng xin dùng lòng hoan hỷ tùy hỷ mà tha thứ, bỏ qua. Vì con nghĩ là sinh ra trong cuộc đời này chỉ có mấy mươi năm, suốt một chặng đường trong mấy mươi năm đó thì tạo nghiệp rất là nhiều, mà cái nghiệp tu tập thì lại rất là ít. Cho nên hôm nay con nhìn trên cái bệnh của thầy á, trong suốt một tuần nay thì con không khỏi bàng hoàng, xúc động khi thấy mình thì rất là khỏe, vẫn còn hoằng pháp được, nhưng còn thầy thì lớn tuổi rồi, về già rồi, thầy tìm một cái nơi thanh tịnh vắng vẻ để ẩn cư và tu tập tại nơi núi rừng như thế này. Thì con nguyện là cùng với quý nam nữ Phật tử, đặc biệt là những Phật tử đi chung đoàn của con, cũng như là quý nam nữ Phật tử trên cộng đồng mạng xã hội, hùng phước gieo duyên, tạo phúc duyên để trở về nơi đây. Trước là kính lễ Tam Bảo, sau nữa là vấn an sức khỏe thầy, với lời cầu chúc sức khỏe chân thành nhất và từ trái tim của một người con Phật từ phương Nam của Trà Vinh, cũng như Phật tử Trà Vinh và cộng đồng Phật tử trên mạng xã hội khắp nơi. Xin vấn an sức khỏe thầy và kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe. Bây giờ thì thầy đã ẩn cư để thầy tu tập để mau được giải thoát. Thì con cũng xin ca ngợi tán thán công đức của thầy. Con nguyện trên Tam Bảo chứng minh và chư Phật và chư Bồ Tát chứng minh gia hộ cho thầy sức khỏe an lành, để chúng con cùng Phật tử nương tựa vào đức tu để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, nên nương tựa Tam Bảo để tiến tu, để giải thoát. Đây là tâm nguyện của con. Mặc dầu đường xa, con lên tới đây gần 6 tiếng đồng hồ, nhưng mà trong tâm của chính bản thân con cũng như là những Phật tử đi chung đoàn á, trên xe lúc nào cũng hoan hỷ, cũng rất là hoan hỷ, bởi vì con nghĩ rằng là ở trên xe tụi con dù có 6 giờ mà ngồi trên xe thì cũng không bằng cái bệnh của thầy đã mang trong suốt mười mấy năm nay mà phải chạy thận như thế này. Thật sự ra thì không ai muốn mình phải bệnh, và người tu thì cũng không sao tránh khỏi được nghiệp lực nhân quả và phải trả ở trong cái kiếp người này. Cho nên hôm nay con cùng Phật tử cùng với cộng đồng trên mạng xã hội chúng con trở về đây rất là thành tâm, và đối trước Phật và Bồ Tát cũng như đối trước thầy, con xin nguyện cho thầy sức khỏe an lành,
Và trong cái chuyến đi này thì chúng con cũng có một ít tịnh tài phẩm vật, gồm có những cái thành duyên được con mua sắm ở trên đây. Tại vì con ghé chỗ thầy rồi á, con còn đi viếng thêm một ngôi tam bảo là tịnh xá Ngọc Xuân của sư Thích Giác Đăng. Đạo À, Phật nơi đó hả? nuôi 70 bà cụ đang neo đơn ở nơi đó đó. Cho nên là con đến thăm thầy, con hỏi thăm sức khỏe một tí, con cúng dường xong con cũng xin phép để con đi. Và trong cái tịnh tài của con đến cúng dường cho thầy ngày hôm nay thì của Phật tử được hùng phước á, thì À, mô con nói Phật. trước Phật Bồ Tát cái chứng minh chúng con gom lại được tổng là 25 triệu, À, mô thì Phật. con xin dâng lên cúng dường cho thầy á. Tại vì con biết trong cái mùa dịch này á là cũng không có Phật tử vào trong cái vùng sâu này để cúng dường, nhưng mà đây là cả cái tấm lòng của con với Phật tử trong đoàn cũng như Phật tử trên mạng xã hội, xin gửi cúng dường đến Mô cho Phật thầy. à. À, con mong thầy hoan hỷ nhận để thầy lo trị bệnh. Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đầy đủ cái duyên lành phước đức, quý vị thầy đã từ xa xôi, từ Trà Vinh đã vượt qua một cái chặng đường rất là dài đến Bay đây đâu để thăm ngôi tam bảo của một đồng thì công thêm một nén. Thầy cũng rất là cảm xúc và cảm động về những cái hành động, những cái nghĩa cử cao đẹp của quý vị để đến hộ trì cho tam bảo cũng như hộ pháp cho thầy. Và thầy cũng cầu nguyện mười phương chư Phật tam bảo gia hộ cho thầy thân tâm an lạc, Phật đạo viên thành, cho quy nam nữ Phật tử được bình an hạnh phúc. Và đồng thời thầy cũng có đôi lời chia sẻ. Thật ra thì trong cái cuộc sống mà để làm thân người thì không tránh khỏi là phải bệnh tật. Tuy nhiên cũng nhờ mình tu Phật cho nên hiểu được những cái giáo lý của nhà Phật để hành theo. Vâng ạ. Tuy cái thân thì bệnh nhưng cái tâm thì cũng không đỡ đi phần nào. Nhờ cái tâm mình không có rây rứt, không có buồn phiền lắm, không có bóng chen lắm. Từ đó cho nên mình kéo theo được cái thân được khỏe mạnh. Khỏe mạnh so với người bình thường chứ không là sai mạnh đi quý vị. Rồi từ đó thì có những cái tháng ngày vừa đi điều trị bệnh vừa đi tu tập. Thì hôm nay quý vị đến đây với một cái lòng thành kính cúng dường cho ngôi tam bảo, đây là một động lực lớn cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục hành trình trên con đường Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. À, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính thầy, chúng con tạ ơn tam bảo, chúng con kính ơn chúng sinh đã hộ pháp gieo duyên để cho tâm niệm của chúng con được thành tựu viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con, cũng như mọi người xem lại cái trong cái bàn tay của thầy. Con xin phép con đảnh lễ thầy, tại vì một Phật đứng con xin thầy người ta ta mọi người thầy cũng muốn cho xem để người tay ta xem xin được cái tay tình tâm bảo thương. nha. Dạ vâng ạ. Giờ mình ra ngoài bàn ngồi à, cho nó Dạ vâng ạ, chuẩn con bị thỉnh thôi, thầy phải ạ. uống nước cho chứ. Dạ vâng Thì ạ. để nó dành một chút ngồi nghỉ ngơi Dạ, chút. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. À, kính thưa quý vị Phật tử thân mến, thì vừa rồi thầy đã làm cái lễ cúng dường xong và tác bạch xong, thì thầy cũng rất là rất là hoan hỷ, bởi vì những quà cảm nhận rằng là từ cái lời nói của thầy rất là từ tốn nhẹ nhàng, bởi vì thầy hiểu được giáo lý nhà Phật là sanh lão bệnh tử, cho nên là bây giờ thầy phải rơi trong tình trạng bệnh như thế này và ẩn cư trong một cái thất, trong một khu rừng rất là nhỏ, nhưng mà ở đây nắng dữ lắm mọi người, nắng vô cùng nắng, nhưng mà thầy vẫn chọn một cuộc sống gọi là
thanh bần để mà thầy tu tập. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đồng hành theo thầy vui vẻ để chúng ta ra bên ngoài để mọi người có thể xem, mọi người có thể nhìn, tại vì tất cả là của mọi người đã hùng phước và gieo duyên. A Di Đà Phật, xin mời cả nhà cùng đồng hành nhé. Tại thầy là vừa rồi thì cũng có một số vấn đề nói đi mổ, như là thầy cũng lên xuống cho rẫy mấy lần. Vâng ạ. Nhưng điều họ không dám mổ. Dạ. Tại vì thầy nó liên quan đến tim mạch á. Vâng cái ạ. Này cho nên là bây giờ thầy bịt đỡ, thầy sợ nó vỡ to quá, nó vỡ. Vâng. Thì cho nên là cứ tạm thời thì mình bịt đỡ đến khi mà ở trên bác sĩ ở Chợ Rẫy người ta nói là khi nào mà thầy mình nó mà bị viêm mà nó đau nhức lắm đó, thì mới bất đắc dĩ phải mổ. Dạ. Yeah. Còn bây giờ thì mình cứ cầm cự được chừng nào thì hết chừng đó. Dạ, kính bạch thầy là khi mà cái tai nó như thế này thì thầy có đau lắm không thưa thầy? Bằng đêm rồi thầy ngủ được, ăn uống rồi sao bạch thầy? Nói chung là cái đau nhất thì tất nhiên là phải đau nhất rồi. Vâng ạ. Yeah. Nhưng điều cũng nhờ mình cũng giữ được cái chánh niệm á, có vâng nghĩa ạ. Rằng là mình cái câu niệm Phật khi nào cũng mình niệm Phật thì đúng hơn là thí dụ như cái bệnh đau là một, nhưng điều cái tâm mình mà cái thái độ mình tỏ cái thái độ vào đó mà nếu nhiều nữa thì nó càng đau nhiều hơn. Vâng. Thì mình cũng quên dần đi, đau thì vẫn là đau. Vâng ạ. Nhưng điều nó nhưng quên mà dần nha. Mình dùng cái tâm từ mình xoa dịu nó bạch thầy ha, đúng rồi, thì đúng. Nó sẽ lắng động cái tâm mình, và cái này cũng giống như ăn gia trái chủ của mình đó bạch thầy. Mình niệm Phật thì cái câu niệm Phật nó lắng động trong cái tâm tư của mình đó, thì dạ, bắt đầu cái bệnh cái đau nhức này nó quên dần đi. Thì dạ. Khi mà nó quên dần thì bắt đầu nó đi vào trong cái giấc ngủ hồi nào ngay. Dạ vâng ạ. Chứ còn nếu mình mà cứ nghĩ rằng đây là ôi đau quá hay là quá đau, mình cứ rên la như vậy thì cái đau đó nó nhân gấp đôi. Vâng ạ. Và từ đó chúng ta không có những cái cái giây phút mà để bình yên được, dạ. Mà bình an được. Con xin cảm niệm lời dạy của thầy, cũng là một bài khai thị để sau này con và mọi người có rơi vào trong tình trạng bệnh cũng lấy cái phương pháp của thầy làm cái thước đo để chúng con điều trị tâm của mình. Như hai tay luôn phải không bạch thầy? Đến này cái tay này đang chạy thận, cái tay này hư rồi. Thì thầy chạy là được 16 năm, năm nay 16 năm. Vâng thì à. Bây giờ bên này là đang chạy. Thì bây giờ bên này thì là cái này thì máu ra, cái này máu vô. Thì khi người ta lấy máu ra đó, thì trong cái Facebook của thầy có một đoạn quay về cái bệnh tật, cái chạy thận đó. Đó vậy. Đúng, nó. Thì nếu mà chạy thời gian nữa mà cái này mà nó hư nữa thì là coi như là chấm dứt rồi đó. Cho nên là nhưng mà tụi con cảm nhận được cái từ trường á, tại vì khi mà con đến đây con gặp thầy ở bên ngoài, thầy bệnh mà thầy vẫn ra rước tụi con nè, rồi cái cách như là thầy báp từ, và cái từ nãy giờ tụi con ở bên cạnh thầy á, tụi con cảm thấy rất là nhẹ lòng, bởi vì tụi con cảm nhận rằng là từ tâm của thầy có, và điều đặc biệt nhất là thầy đang bệnh nhưng mà thầy vẫn có thể giữ được cái tâm an lạc để giống như là trị lại cái bệnh này bằng cái tâm của thầy. Con cảm nhận được điều đó, cho nên là con cảm thấy con dù thầy đang bệnh như thế, con cảm thấy thầy rất là mạnh mẽ. Thì cũng thật ra mà nói thì mình nhờ là mình cái hấp thụ được cái năng lượng cái từ trường đó. Dạ, vâng ạ. của trời đất. Dạ, vâng thì khi mình hấp thụ được thì nó khống chế được các cái tế bào ung thư, cái bệnh tật hoặc là đau nhức, thì đó là cũng là cái phương pháp để mình khai mở các cái huyệt đạo. Dạ, thì vâng từ ạ. Đó cho nên mình mới có được thường thường cái bệnh này á, mà những cái người mà thầy hay nói đùa vui là những người cùng khóa, là nhập khóa cùng thầy á, vâng thì ạ. Họ đi hết rồi, mấy trăm người đi hết rồi. Vâng. Chỉ có một mình thầy là còn sống sót cuối cùng. Dạ, như là cái này là nó đau dữ đó thầy á. Thì nó sưng lên, sưng thì tất nhiên là nó
nó phải phải nhức rồi, tất nhiên bình thường thôi mà mình cũng đã ấy rồi. Rồi, Ừ, con thành mà chắc gặp kiểu thử này chắc con giảng ừ. sanh cho Nó mau à thầy. Con chịu đau không nổi thầy à, con nói thật. Con giảng giảng lắm à. sanh lạnh như thầy nói, giảng sanh lạnh giảng À, sanh thôi. thầy cũng Mồm như 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 thầy vậy đó. Mới đầu thầy vào trong này á, là thầy quyết định thôi thì bây giờ mình phải chấm dứt thôi. Tại vì nó đau đớn quá. Mà lúc đó nó yếu lắm thì vô thầy cất cái cốc nhỏ nhỏ, lúc đó chưa có mấy cái chai này đâu, không có phát sinh à, chứ đều rồi niệm Phật, cứ niệm Phật mãi, cứ nằm niệm, ngồi niệm, đi niệm. Hàng giờ của thầy là thầy đi đi lui đi tới trong đêm hôm vậy, mà đi riết cái nó khỏe dần cho tới bây giờ, cho nên thì cũng còn đi lui đi tới được, rồi cũng còn nói chuyện được. Ừ. Tại vì Đây. con nghĩ, con bạch thầy là con nghĩ là thật sự ra thì tụi con đau một chút xíu là đã thấy cảm thấy ấy rồi, bệnh hoạn thôi, mà huống chi một căn bệnh mười mấy năm trời như vậy, thầy cũng chịu đựng mười mấy năm nay, con cũng không biết chi hơn nữa. Thật sự là của tất cả mọi người, con chỉ đi làm giùm thôi, cúng dường. Con mong thầy là sức khỏe thật là tốt lành để thầy tu tập, để hồi hướng cho chúng sinh, để thật bệnh được tiêu trừ, để thầy độ chúng sanh tiếp tục nữa bằng công đức tu hành của thầy. Một Phật, ừ. Thầy rất tri ân đến quý vị, à, cái thầy. Thầy ngồi uống miếng nước đi, Dạ ngồi vâng miếng nước ạ. đi, rồi rồi cái còn nhiều việc ha, còn đi Dạ phải đi đi. đi chùa gì đó nữa hả? Dạ Ừ. con chạy qua bên chùa của thầy Thích Nhất Đăng, chắc thầy biết hả, thưa thầy sư á. Có nghe. Ừ. Dạ Ừ, sư. nhưng đều chưa qua đó bao giờ. Ừ. Dạ vâng ạ, sư Ừ. cũng rất là từ bi. Sư Vâng. nuôi 7 người bà cụ À. già neo đơn, nhà Di Đà Phật. Thầy cũng có nghe những điều thầy cũng vì cái bệnh tật cho nên ít đi lại Dạ vâng ạ. à, thì thôi mình cứ nghĩ rằng cái quãng đời mình còn lại thì thôi cố gắng Vâng, dân ơi dân. Cái này xin phát hành lại đi dân. Dân ơi. Dân con đâu rồi vậy anh? Anh đó không? Anh ở đang quay. Nó dài ra mất. Thầy còn trẻ, còn còn tài năng, còn năng động, còn làm được nhiều việc đấy. Dạ Thầy thì con bản thân thầy thì bây giờ thì an trú ở đây thôi. cảm ơn ạ. Cảm ơn con lấy máy anh chụp rồi. Nhưng mà những tâm hồn lớn sẽ gặp nhau thầy ơi. À đúng rồi, cái đó là cái điều đương nhiên. Ở khoa học người ta gọi là cái đồng giao cách cảm. Nhưng Dạ. mà về mặt Phật đạo á, thì đây là Cái cái đây tâm linh. đó Đấy, vậy à, hả? thì khi mà Xuống hai cái cái đây, tâm xuống linh đây nè. đó Chị cùng từ một từ cái coi. Chị ấy vô đây một cái tần số nè. thì Được chúng ta máy sẽ nè. gặp nhau. Anh chị qua đây nè. À, Ba gửi xe thì cho. đó Ba là một chạy cái tôi điều vô tự chạy vô nhiên. coi. Tại vì chúng ta ở trong cái vũ trụ này đều có một cái từ trường, một cái tần số cả. Dạ Thì vâng. cái tần số của thầy và của tôi thì gặp gặp nhau thì chúng ta sẽ gặp nhau. Dạ con bạch thầy, năm À, nay thầy được bao tuổi rồi, con xin phép con à sám hối. thầy quý vị đoán hơn bao nhiêu? Thầy chắc năm nay 65 luôn bạch thầy. Con Hả? đoán Con 60 nói rồi. hả? Con nói rồi. Coi cái nhìn của quý vị. À, thật ra thì thầy còn trẻ, Sao? tuy nhiên cái bệnh lâu năm quá cho nên là nó, thứ nhất là cái chạy thận á, thì cái nước da nó đen Dạ vâng. à, rồi bắt đầu nó ốm. Vâng ạ. Thì thầy năm nay có 55 tuổi thôi. Dạ Vậy thế là con là hả? người À. lớn nhất, Ồ, lát nữa thầy phải tặng quà cho con. Hồi đây bắt cần quà đó. Nó lớn mới 15 năm, con nói tặng ba tư nè, tặng ba tư quỳ gối. Nhưng điều kia điều đó thì quý vị đoán cũng đúng thôi. Tại vì là cái hiện tướng thì nó cái bệnh tật nó lâu năm quá thì cái nước da nó cũng sẽ hồng hào được, thì nó cái nếp nhăn nó nhiều. À, tuy nhiên thì nhờ mình tu tập cho nên trong cái đôi mắt mình nó vẫn còn có một cái tia sắc mà. À, vẫn còn có cái năng lượng nó. Vâng ạ, à, con Nó cảm nhận là thầy có năng lượng ạ. thầy và mô Phật nhỉ. Năng lượng. Thì thầy biết Đúng nhìn đôi mắt thầy rồi, còn nhớ tới ai thầy. không, liên tưởng tới đôi mắt của thầy sư Nhất Ừ. Hạnh đó thầy, Thì là nhìn dữ lắm luôn á. Đúng rồi, không thấy cái tay thầy là cho như nên sắc nhờ luôn đó, ví dụ như quý vị mà nghe điện thoại mà thầy nghe thầy nói chuyện biết bệnh. Dạ đúng rồi, đúng rồi, Tại giọng vì giọng thầy rất là mạnh. cái thật ra thì mình có được cái nội lực khi À, mình nói chuyện, nó không một có căn bị bệnh một căn bệnh. kéo rê ra như người Dạ. bệnh tật, chứ cái người mà quá yếu đuối. À,
Có những lúc thầy ngồi thì nói chuyện với bà con, thường thường như ở ngoài chùa thì cứ đầu tháng chủ nhật thì tổ chức khóa tu, Dạ. thì thầy cũng có cái nhân duyên thì ra ngồi nói chuyện với bà con, thì cho nên cái nói chuyện thì thấy nó cũng khỏe, nói Dạ. chuyện nhiều khi 1 tiếng hơn 1 tiếng vậy đó, thì cũng Vâng khỏe. ạ. Cho nên cũng nhờ vậy cho nên rồi cũng có được cái cơ hội chia sẻ với bà con với quý vị, vì cái chia sẻ của mình ở đây, của thầy ở đây, thì đây là cái thực sự cái mà thầy đã Trải từng nghiệm. sống, từng trải nghiệm, từng đau đớn, từng khổ sở, từng vất vả trong cái tận cùng của cái tận cùng. Cho nên từ đó mình mới ngộ ra được và mình có được cái giải pháp để mà Làm cho nội hóa tâm giải. mình nó vui. À đó, hóa giải. Dạ. Mình hóa giải nhưng đều cũng phải trải qua trường kỳ kháng chiến, chứ không phải Dạ. một sớm một chiều mà làm được. Dạ. Tại vì mình không phải là cái bậc thường căn, nếu mà mình là Vâng cõi ạ. cần cù với bù thông minh thôi. Vâng ạ. À, dạ bạch thầy, bây giờ thì tụi con xin phép chụp hình với thầy một bôi đứng đứng tại chỗ này luôn á. À, một Phật. Rồi với lại là chúng con xong rồi thì chúng con xin phép để cho thầy nghỉ ngơi. À, chúng con ra xe để về lại tịnh xá của Ok. sư Thích Giác Đăng À. để chúng con vào đó dùng cơm rồi sẽ đảnh lễ Tam Bảo và cúng dường ở tại nơi đó nữa. Một Phật. Con một lần nữa kính vấn an sức khỏe của thầy nha bạch thầy. Một Phật. Rồi mọi người vào đứng với chung với thầy đi. Đến chào lần này. Dạ A Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử thân mến, thì vừa rồi thầy đã đến thăm và trao tiền là 25 triệu để giúp đỡ cho thầy Thích Minh Hòa để thầy có tiền để thầy trị bệnh chạy thận nha. Bây giờ thầy cảm ơn quý vị đã vào cùng niệm Phật lắng nghe và kính ơn tất cả quý Phật tử đã hùng phước gieo duyên để giúp đỡ cho tâm nguyện của thầy từ Trà Vinh lên tới Đồng Nai để thăm thầy được thành tựu viên mãn, cũng như là cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Kính chúc tất cả vị an lành. Quý vị thấy không? Ở thầy chỉ ở trong một cái thất rất là nhỏ và an phận thủ thường thủ đạo để ẩn cư tu tập thôi quý vị. Di Đà Phật. Bây giờ thầy vui vẻ xin chào hết cả nhà nha. Kính chúc cả nhà luôn bình an và hạnh phúc chia sẻ nha. Quý Phật tử có thể hoan hỷ chia sẻ cái bài viết của thầy đăng tỏa để cho Phật tử khắp nơi đều biết. Ai có duyên thì đến cúng dường tạo phúc cho thầy trị bệnh cả nhà nhé. Nam mô Di Đà Phật. Thầy xin chào hết mọi người.